playing Peter Parker. Chìm sớm hẳn nửa tiếng. Chăm chỉ vậy thôi. Con ngâm chăm chỉ. Hồi anh em đã thấy thông báo không? Có mà đúng không? Hôm nay hết tụi thêm gì chưa? Hết tụi thêm cái hình bảng xếp hạng Bebon chưa? Cảm ơn em Ginh nha. Chúng ta có cái cam này là phải cảm ơn em Ginh. Cảm ơn em Ginh rất là nhiều. Anh có giờ stream cố định hả? Đúng rồi, 9 giờ tối em ơi. Hôm trai thôi em Ginh đang chơi game rồi, không có nhắn em Ginh đâu. Em Ginh đang chơi game rồi. Cherry đi. À, anh Khánh hôm nay lại sớm đi ăn với anh Gen. Khánh đi trốn hả? Khánh đi ăn với anh Gen. Đi bàn chuyện gặp Gen hay sao ta? Hello Dương nha. Dương Mèo Mèo đã rescan 10.000 đồng. Hello Đe nha, Đe cho hỏi đánh S hợp với SP có quan trọng không ạ? Tại em muốn đánh mấy con S khỏe khỏe ấy mà SP cứ đánh gì ý. Có chứ, quan trọng quá chứ. Ờ, anh em thấy gì lạ không? Cái kênh chat tôi được chưa? Để đây nó có trực chỗ không? Cái chat kìa. Sát trái hả? Sát trái hả? Sát trái nó dướng cái chat của game á chứ. Dướng chat không? Ok không? Hợp lý rồi đúng không? Chữ vừa đủ đó hả? Không có to. Xâm đường rồi. Em nhớ like, subscribe kênh cho đó nha. Hay cứ khen ác thôi, ác thôi, cứ ác thôi. Like, subscribe kênh 2k người có 100 mấy like. Trời trời, chết tôi. Mấy quầy này boss nó phải chết thì mạng nữa. Đẹp thì 2 mạng, xấu thì mạng. Rồi, đừng nói trên luôn, ai cứu tụi nó. Nè đi tụi em, trời ơi. Đai, 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 đai. Chơi ghi về lên độ như xưa nha. Lên tâm hợp xong lên cuộc cùng với lại người đẹp khách sạn. Ê à, mua đồng đồ rồi, quên. À, quên nó chuyển công thức rồi, lên này trước chứ. Dạ. Quay này mà boss nó về, giỡn hả? Nó quắp lên rồi. Tướng này nó có mất trụ, nó quắp lên. Đỡ chết. Target nãy ngầu quá vậy. Target ngầu điên. Lê Thị Bích Loan đã rescan 50.000 đồng. Xin lỗi Đơ và mọi người vì comment chỉnh khung chat. Tôi nghĩ là chỉnh lên trên mét sẽ dễ nhìn hơn, không ngờ lại bị khó nhìn. Thôi Đơ chỉnh lại sát trái như cũ đi nha. Ok, cảm ơn lần nữa, hu hu bằng. Cảm ơn chị, để em chỉnh lại. Enemy has been slain.
ai sợ đi bộ vút gâu vì một chàm cầm vi đi biết một chàm nó phải đánh thế chứ, chàm nó phải vậy chứ. Cảm ơn Cảnh nha. Nó tiền mua camera. Ok Cảnh nha, rồi Cảnh đơ mới sửa cái bảng xếp hạng đơ, cái Cảnh nhìn thấy không cái màn hình kia mới thấy. Cảm ơn Cảnh nhiều nha. Nói tại vì đầu tuần sau cuối tuần là tôi dọn nguyên hao rồi anh em ơi, qua nhà mới đèn đuốc này nọ nó sáng hơn, phòng bên đây nó hơi tối tại sắp chuyển nhà cho nên không có ấy. Đại diễn qua nhà mới tự nhiên nó đẹp, giờ nó hơi tối. Sao con Jerry giờ lên đồ lạ thế a? Mong em nha, nó sửa đồ lại em ơi, phải lên đường cái này em ơi. Thật ra lên phong thần kiếm với lên đảng đao cũng được, nhưng mà lên này thì kiểu nó cũng trâu á, bắn lan nữa. Lên đảng đao với là phong thần kiếm với lại cùng cung cũng được. Chơi con này giống hút máu ha. Em nhấn like subscribe kênh cho đó nha, mời anh em nhiều. 4k8 anh em có 400 mấy like buồn dữ rồi. Anh em nhớ like fanpage cho đó nha, mời anh em nhiều.